Sinh 2019, không gian trưng bày của Kính Cận Studio được trang trí Giáng sinh với ý tưởng kết hợp nét đẹp văn hóa của Việt Nam trải dài theo mọi miền của đất nước khi sử dụng những chất liệu truyền thống từ phương Bắc tới phương Nam vào concept trang trí năm nay. Từ hình ảnh các chú rối nước, mặt nạ tuồng của phương Bắc đến chiếc nón lá Huế, lồng đèn Hội An của miền Trung hay chiếc cùi thuyền độc mộc Tây Nguyên, nơm lợp bội gà quan gánh của vùng đất phương Nam, ca sĩ Kheo Giót, một nghệ sĩ được quản lý bởi Kính Cận Entertainment đã lên ý tưởng và thực hiện toàn bộ layout trang trí độc đáo này như một món quà Giáng sinh ý nghĩa gửi tặng cho công ty quản lý của mình cũng như gửi tặng đến tất cả khán giả yêu mến. Đặc biệt trong không gian trang trí có hai thiết kế sang trọng mới nhất trong bộ sưu tập Hoàng Hoa của thương hiệu thời trang Vũ Ngọc và Son. Sắc màu và chất liệu lung linh tinh tế đã tạo nên một tổng thể tuyệt đẹp cho một không gian Giáng sinh đầy ấn tượng và thời trang độc đáo, mang một dấu ấn không gian trang trí có 102 và đầy ý nghĩa giữa lòng quận 3 Sài Gòn vào những ngày lập đông. Mỗi năm với những layout thiết kế khác nhau, Kính Cận Studio xem như mang lòng trân trọng gửi đến quý khách hàng và đối tác, kính chúc một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc.